Nguyễn Soto xin chào toàn thể quý khán giả. Ngày hôm nay thì vẫn vào khung giờ quen thuộc, em lại tiếp tục lên sóng báo giá tất cả đầu xe bên em đang có cho anh chị em mình. Anh chị mình và các bạn chị cùng em thì hãy giúp đỡ em xuất xin nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy thả tim, thả like cũng như là bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm ở trong máy like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hôm nay thì bên em về được một vài đầu xe mới như là Kia Morning số sàn và Kia Rio số sàn anh chị nhé. Kia Rio thì đời 2016. Anh chị vào tham gia livestream thì chia sẻ giúp đỡ em và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Và địa chỉ giao dịch bên em thì tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Và năm nữa thì em xin phép được tìm số hotline như là số Zalo xuống dưới màn hình để cho anh chị mình tiện theo dõi em. Anh chị mình hãy chia sẻ giúp đỡ em nào, chia sẻ mạnh tay lên cho em. Em sẽ báo giá tất cả đầu xe bên em đang có cho anh chị nhà mình. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì giúp đỡ em xuất xin nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai và hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Đó, xe thì bên em thì về rất là nhiều rồi. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em xin một nhé. Chiếc xe đầu tiên em xin được gửi tới anh chị mình trong buổi trưa. Em chào anh Hoa Lở về đêm. Chiếc xe đầu tiên em xin được gửi tới toàn thể anh chị nhà mình là một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2015, lăn bánh lần đầu năm 2016, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.8 hộp số tự động. Xe này đăng ký 5 chỗ ngồi và em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 358 triệu đồng anh chị nhé. 4 lốp mới luôn, 4 lốp mới, la răng đúc phanh ABS chống bó cứng và đèn gầm đèn pha siêu sáng rồi. Xi nhan đã được thích hợp trên gương anh chị nhé. Và chiếc xe này thì cửa lóc cửa trời luôn. Đấy, xe có cửa lóc cửa trời cho tất cả anh chị mình luôn. Và trần nỉ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Tăng giảm âm lượng, nghe gọi rảnh tay được thích hợp trên vô lăng. Và có cam hành trình rồi. Chiếc xe này em đang chào bán là 358 triệu. 358 triệu. Ngày hôm nay còn 350 triệu. 358 thì còn 350. Anh chị mình vào chia sẻ giúp đỡ em nào, thả tim thả like cũng như là bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem luôn. Em chào anh Văn Khương. Kế cận em đây là một chiếc xe CRX đời 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.6 hộp số tự động. Chiếc xe này thì em xuất đang chào bán là 245 triệu đồng. Ngày hôm nay còn 240, 245 còn 240 anh chị nhé. Chiếc xe này thì nội thất bên trong thì rất là hầm hố luôn đấy anh chị ạ. Nội thất bên trong rất là hầm hố anh chị nhá. Một chiếc xe mà anh chủ anh rất là chịu chơi luôn. Đấy,
Trần có cửa lóc cửa trời, có cửa lóc cửa trời. Và ghế da thì anh chị nhìn đây, đấy, mặc áo mới toàn bộ ghế da luôn. Vô lăng ba chấu, tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay được thích hợp trên vô lăng rồi. Được trang bị màn hình giải trí cỡ lớn và táp ni của xe thì rất là sạch sẽ rồi. 245 triệu. Ngày hôm nay còn 240 triệu, 245 thì còn 240. Em xin được chào 146 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị vào tham gia livestream giúp đỡ em suốt sim nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy thả tim, thả like mạnh mẽ lên cho em, bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Em xin được cảm ơn tất cả anh chị mình đã bớt chút thời gian vào tham gia livestream đồng hành cùng em trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2010, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 0.8 hộp số sàn. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 96 triệu đồng anh chị nhé. Em xin phép được ghim số hotline của em xuống dưới màn hình, 0326824899 anh chị nhé. Em xin phép được ghim số hotline cũng như số Zalo duy nhất em có anh chị nhé. Và mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì xin phép em xin phép là chia sẻ cho em một nhát anh chị nhé. Đấy. Và kế cận em đây thì là một chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe này thì đã rút hồ sơ cho bác chủ ở trong bộ đội xong rồi. Và kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009. Chiếc xe này thì đã làm dâu trong Đồng Tháp rồi nhé. Làm dâu trong Đồng Tháp rồi. Em đang tiến hành rút hồ sơ cho khách. Em đang tiến hành rút hồ sơ cho khách rồi. Cà số khung số máy xong rồi anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium được sản xuất năm 2015 anh chị nhé. 2015, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 1.5 hộp số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Và em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 415 triệu đồng, còn 405. 415 thì còn 405. Gầm cao máy thoáng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, lốp mới na răng đúc, phanh ABS chống búa cứng rồi. Xi nhan đã được thích hợp trên gương và có cửa lóc cửa trời. 415 thì còn 405. 415 còn 405 anh chị nhá. Anh chị mình chia sẻ giúp đỡ em suốt sim một nút nào. Anh chị nhà mình thả tim thả like cho em, bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Em quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 212 triệu đồng, 212 triệu đồng anh chị nhé. Và cam kết là không đâm xô, không ngập nước. Em đang bán 212 triệu. Ngày hôm nay em để đúng 200 triệu. Ngày hôm nay em để đúng 200 triệu cho một chiếc xe Captiva gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Anh chị mình cùng vào săn sale xe ô tô với em nào. Xe ô tô là của thật anh chị nhé. Đấy, em chào anh Trương Mạnh Hùng, em chào anh Hoa Thế, em chào chị gái An Phú, chào anh trai Trần Quang Giáp. Em xin gửi lời chào 150 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị nhà mình vào thả tim thả like, bình luận cho em và chia sẻ cho em xin một nhát ở chế độ công khai. Em xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh chị nhà mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kế cận em đây là một chiếc xe Matiz sản xuất năm 2005 bản SE. Bản SE anh chị nhá. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 58 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị 55 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, với những dòng xe vài chục triệu đồng như này, anh chị chỉ cần quan tâm cho em là máy êm, số ngọt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn là anh chị mình mua. Còn ra những cái tiểu tiết ví dụ như là cánh cửa nó bên trong nó có bị xước dăm hay gì đấy thì chúng ta không cần quan tâm. Cứ máy êm, số ngọt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn là anh em nhà mình mua, đúng không ạ? 58 còn 55. Đấy, với thời tiết nắng như thế này, lắng như thế này, xong lại còn mưa, nay mai lại còn rét, đúng không ạ? Thì chúng ta kinh tế chưa vững thì anh chị mình sở hữu những dòng xe sản phẩm này cho em. Đấy. Em chào anh trai Lê Chí Thành, em chào anh trai Phạm Cường, em chào anh chào chị gái Nguyễn Nhung, em chào anh Phạm Mạnh Hà. Em chào tất cả anh chị nhà mình. Đấy, anh chị nhìn này, trời nắng đúng không? Trời nắng này, phải đi tất này, phải bịt khẩu trang này, phải mặc áo chống nắng này, phải đội mũ này, rất là nghịch kịch đúng không? 58 triệu còn 55 triệu, múc luôn cho em. Chiếc xe Captiva này làm dâu Hải Phòng rồi.
Chiếc xe Hyundai Grand i10 này làm dâu của Thái Bình và không nhầm thì ở chỗ Cầu Hiệp. Đấy. Và một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2008 lắp ráp Việt Nam, động cơ 0.8 hộp số sàn. Em Suất đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 78 triệu. Chiếc xe này 78 triệu, nhưng em cũng chia sẻ luôn 78 triệu nó có giá trị của 78 triệu anh chị nhé. Chiếc xe này thì em chia sẻ luôn là nó có bị lỗi. Đấy, nó có bị lỗi. Em chia sẻ cho anh này. Đấy, em chia sẻ cho anh chị luôn là cái kèo cột này nó đã bị xô rồi anh chị nhé. Chiếc xe nào có lỗi là em Suất bảo có lỗi, còn chiếc xe nào không lỗi thì em Suất sẽ bảo là không lỗi. Khá quá bà chị ạ, à, máy êm số ngoặt. Đúng rồi, máy êm số ngoặt, điều hòa mát. Đấy, điều hòa mát. Và kế cận em đây là một chiếc xe giá trị chỉ có 145 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 140 triệu đồng. Một chiếc xe Hyundai Eon được sản xuất năm 2011, xe nhập nguyên chiếc, mức tiêu hao nhiên liệu thì quá là ok, vì động cơ của nó chỉ có 0.8 hộp số sàn và xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Em thôi anh gì, ok em Thành, giờ mới nhận ra rồi, giờ đã nhận ra em Thành rồi. Một chiếc xe Hyundai Eon em đang chào bán là 145 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 140 triệu đồng. 140 triệu đồng anh chị nhé. Cam kết không đâm đụng, không ngập nước cho anh chị nhà mình luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Cruise được sản xuất năm 2010, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.6 hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 236 triệu đồng. 236 triệu đồng. Đấy. Captiva 7 chỗ số tự động giá sao anh? Em chào anh Giai Thành được. Captiva hộp số tự động đời 2008. Em đang chào bán là 270 triệu đồng. 270 triệu đồng. Máy số zin anh được nhá. Đấy, máy số zin em chào anh Giai Thành được. Đấy. Riêng Captiva mà con 2008 đấy, máy số vẫn zin. Đâu rồi, chiếc xe đâu rồi nhỉ? Chiếc xe đấy mang biển số là 12. Nhưng mà anh em lại đi công vụ rồi anh được ạ. Đấy. Em chào 176 khách hàng đang tham gia livestream của em. Anh chị mình vào chia sẻ giúp em ở chế độ công khai nào. Em xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh chị mình đã bớt chút thời gian tham gia livestream cùng em trong buổi trưa ngày hôm nay. Em chào anh Giai Nguyễn Trường, em chào chị gái Lại Xuân, em chào anh Đỗ Cả. Em xin được gửi chào tới tất cả anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kế cận em đây là một chiếc xe Innova. Một chiếc xe Innova đời 2009. Xe này không khoan đục anh chị nhé, không khoan đục. Em đang chào bán là 265 triệu. 265 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 250 triệu. 265 còn 250. Gầm cao mới thoáng. Anh chị nào mua về chạy dịch vụ thì quá là ok. Chạy dịch vụ quá là ok cho anh chị nhà mình luôn này. Đấy. Một chiếc xe Innova rất là đẹp luôn. Xe này thì cũng mới về, mới về chưa dọn anh chị nhé. Đấy, mới về chưa dọn. Nên là anh chị nào mà đang quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream em sẽ liên hệ với lại anh chị nhà mình. Và anh chị nào mà muốn đi Spark Van thì em có ngay một chiếc xe Spark Van đăng ký 2 chỗ ngồi, 2 chỗ ngồi anh chị nhé. Đấy, xe rất là đẹp, rất là chắc chắn đúng không ạ? Rất là chắc chắn luôn. Nếu anh chị nào mà lấy hàng buôn bán thì khoang sau của nó để được rất là nhiều đồ. Chiếc xe này được sản xuất năm 2009, lắp ráp Việt Nam, hộp số sàn. Em đang chào bán là 82 triệu. 82 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 75 triệu. 82 triệu, em để anh chị còn 75 triệu. Đây anh Được có còn ở đây không ạ? Nếu anh Được còn ở đây thì em cũng có ngay một chiếc xe Captiva hộp số tự động cho anh đây. Captiva hộp số tự động. Đấy, đời 2010. 2010 anh Được nhá. Đấy. 2010 đây. Đăng ký 7 chỗ ngồi, hộp số tự động. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng. i10 thì thế nào? Anh ơi, i10 thì thế nào thì anh hỏi cái câu đấy thì nó rộng lắm. Đấy, i10 thì nó có rất là nhiều đời. Có rất là nhiều đời, đời thấp, đời cao, số sàn, số tự động. Đấy. Dòng hatchback hay dòng sedan? Đấy, anh hỏi chung chung như thế thì là em rất là khó trả lời. Em rất khó trả lời cho anh Giai nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe Cruise được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 1.6 hộp số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán là 245 triệu. 245 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng là anh chị em mình sở hữu ngay một chiếc xe Cruise hộp số sàn rồi anh chị nhé. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Sedan
đời 2010, được nhập nguyên chiếc và động cơ 1.6 hộp số tự động, đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2023. Em đang chào bán chiếc xe này với giá là 255 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 245 triệu đồng. Đấy, 245 triệu đồng anh chị nhé. Và em mới về được một chiếc xe CRX nữa rất là đẹp, màu xám đá, sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu năm 2011. Xe đấy là động cơ 1.8, rất hiếm có xe CRX 1.8. Và chiếc xe đấy rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, em đang bán chiếc xe đấy là 260 triệu đồng. Em đang bán chiếc xe CRX đấy là 260 triệu đồng. Anh em đi công vụ rồi, không có ở nhà nên em không quay được, nhưng em vẫn báo giá. Nếu anh chị nào mà quan tâm, hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream thì em sẽ liên hệ với lại anh chị như mình. Một chiếc xe Hyundai Accent này em đã bán rồi, bán vào trong thành phố Hải Dương rồi anh chị nhé. Đấy, nếu mà anh chị cứ phân vân thì đây chiếc xe Hyundai, Hyundai Accent đời 2011 đây. Một anh trai ở trong thành phố Hải Dương đã mua rồi và cọc tiền rồi các anh các chị nhé. Cọc tiền rồi các anh các chị. Đừng bao giờ các anh các chị hỏi là đời đấy sâu. Thực ra không sâu, máy số nó vẫn zin luôn anh chị nhé. Máy số vẫn zin luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Morning. Chiếc xe này thì cũng có qua dịch vụ taxi rồi. Em chia sẻ luôn là có qua dịch vụ taxi rồi anh chị nhé. Được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại Việt Nam. Động cơ 1.0, hộp số sàn. Chiếc xe này em đang bán là 140 triệu đồng. 140 triệu đồng. Đấy, bằng một chiếc xe SH nhưng đi được 5 người. Đấy, anh chị có thấy thế không? Động cơ của nó 1.0, mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm, cực kỳ tiết kiệm cho anh chị mình luôn. Anh chị mình chia sẻ giúp đỡ em nào, chia sẻ mạnh tay cho em ở chế độ công khai về trang cá nhân một lần. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning, được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại Việt Nam. Động cơ là 1.0, hộp số sàn. Hộp số sàn em đang bán là 138 triệu. 138 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, 138 triệu đồng. Anh chị mình chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay cho em và bình luận, bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em quay trực tiếp cho anh chị mình xem trong buổi trưa ngày hôm nay luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe CRX đời 2011, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.6. Em đang chào bán chiếc xe này là 255 triệu. 255 triệu anh chị nhé. Và một chiếc xe gầm cao máy thoáng, biển số thủ đô, Captiva 2008, động cơ 2.4, hộp số tự động, đăng ký 7 chỗ ngồi. Và em suất đang chào bán là 258 triệu. 258 triệu. Ngày hôm nay còn 250 triệu. 258 thì còn 250 cho anh chị nhà mình luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Vios bản E xịn, được sản xuất năm 2017. Chiếc xe này thì đã làm dâu trong Thanh Hóa rồi. Chiếc xe này chính thức là thuộc về anh An, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Và sáng nay anh An thì cũng có nhắn tin cho em là xe của em dọn dẹp xong chưa. Thì dọn dẹp xong rồi, bảo chiều nay gọi nhưng mà chưa kịp gọi thì anh đã nhắn tin. Đấy, chiều nay thì em sẽ gọi cho anh để anh xác nhận lại tình trạng của con xe này. Và con xe này trước mặt 150 khách hàng em công bố là anh An đã cọc 130 triệu đồng. Đã cọc 130 triệu đồng rồi anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning, được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.0, hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 235 triệu. 235 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 230 triệu. Đấy, xe nhập lại còn số tự động nữa, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, màu trắng ngọc trinh, form dáng nhỏ gọn, la răng đúc phanh ABS rồi và có xi nhan trên gương. 235 thì còn 230. Và anh chị nào mà đang cần tìm xe chạy dịch vụ, em có ngay Innova đời 2013, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.0, hộp số sàn. Em đang chào bán là 365 triệu. 365 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, 365 triệu đồng. Anh chị mình đâu hết cả rồi ạ. Anh chị chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay lên cho em anh chị ơi. Bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live giúp em nào. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem luôn. Và kế cận em đây, kế cận em đây là một chiếc xe màu trắng. Một chiếc xe màu trắng rất là đẹp anh chị nhé. Được sản xuất năm 2019,
Hyundai Accent đời 2019. Xe được lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 1.4 hộp số sàn. Anh em xin lỗi, hộp số tự động. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 hộp số tự động. Chiếc xe đấy thì em đang chào bán là 510 triệu. Đấy, 510 triệu. Anh chị nào mà muốn sở hữu xe lướt thì em có ngay chiếc xe Hyundai Accent cho anh chị em mình luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe i30 được sản xuất năm 2011 anh chị nhé, 2011. Xe nhập nguyên chiếc và động cơ là 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 335 triệu đồng. 335 triệu đồng anh chị nhé. Đó, 335 triệu đồng. Còn 330 triệu, đèn gầm, đèn pha siêu sáng luôn. Đấy, xin nhan trên gương, 4 lốp mới, na răng đúc, phanh ABS chống bó cứng rồi. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva đời 2007 hộp số sàn. Chiếc xe này thì em xuất đang chào bán là 208 triệu. 208 triệu, biển số 30H. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Riêng chiếc xe Captiva, Captiva động cơ của nó là 2.4, rất là khỏe đúng không ạ? Rất là khỏe. Thì chiếc xe đó mức tiêu hao nhiên liệu của nó phải lên đến 10 lít anh chị nhá. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó phải đến 10 lít, cũng còn phải phụ thuộc vào chân ga, chân phanh của anh chị nữa. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2016, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.4 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 415 triệu đồng. 415 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 405 triệu. Máy số zin, keo chỉ zin anh chị nhé. Máy số keo chỉ zin. Và một chiếc xe Lacetti SE được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc. Em đang chào bán là 215 triệu. 215 triệu đồng. Đấy, Lacetti SE này anh chị này. Xe được trang bị màn hình to rồi, có cam lùi, cam hành trình đầy đủ luôn. Đấy, và trần nỉ, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. 215 triệu. Ngày hôm nay còn 205. 215. Ngày hôm nay em quyết định để 205 cho anh chị mình luôn. Đấy, xe thì rất là đẹp rồi. Xe rất là đẹp rồi. Và không biết là anh chị mình đã thích hay chưa thôi. Và anh chị mình bình luận cho em nào. Bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning hộp số sàn. Hộp số sàn anh chị nhé. Và xe này thì được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại Việt Nam. Em đang bán chiếc xe này với mức giá là 138 triệu đồng. 138 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2023. Chiếc xe này thì em chia sẻ luôn là có qua dịch vụ taxi rồi. Có qua dịch vụ taxi rồi anh chị nhé. Chân nỉ ghế ra thì còn rất là mới, rất là căng. Và vô lăng ba chấu. Đấy, có màn hình nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Em đang bán là 138 triệu. 138 triệu. Đấy, còn 130 triệu. Đấy, 138 còn 130 luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2011. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 1.0 hộp số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán là 140 triệu đồng. 140 triệu đồng anh chị nhé. Anh chị mình hãy vào chia sẻ giúp đỡ em nào. Chia sẻ giúp đỡ em. Chia sẻ giúp đỡ em đi anh chị ơi. À, chia sẻ giúp đỡ em ở chế độ công khai và thả tim thả like cho em nào. Thả tim thả like mạnh mẽ lên cho em để em báo giá tiếp những đầu xe còn lại nào anh chị nào. Và kế cận em đây là một chiếc xe Mercedes C200 được sản xuất năm 2011. Đấy, 2011 và đã độ lên form C300 rồi. Em đang chào bán chiếc xe này là 485 triệu. 485 triệu anh chị nhé. Đấy, form dáng thì rất là đẹp. Rất là đẹp rồi. Đấy, đèn pha thì siêu sáng luôn. Đèn vi cầu rồi anh chị nhé. Quá là đẹp luôn. Biển số 30. Xe thì mang nước sơn màu trắng. Và xe mẹc này đi rất là bền bỉ luôn anh chị nhé. Đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2023. Nốt này anh chị nhìn này. 4 nốt mới. La răng này. Quả la răng rất là ác đúng không? Rất là ác luôn. Đấy. Và có phanh ABS chống bó cứng rồi. Em đang bán là 485 triệu. Còn 475 triệu. 485 thì còn 475. Và kế cận em đây là một chiếc xe Innova đời 2007. Xe được lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 2.0 hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng anh chị nhé.
250 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 240 triệu. 250 thì còn 240. Đấy, anh chị mình đâu hết cả rồi. Anh chị hãy chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay cho em đi anh chị ơi. Facebook thì dạo này nó rất là bóp tương tác. Đấy, bóp tương tác rất là nhiều. Nên là anh chị hãy vào tương tác cùng với em. Tương tác cùng với em nào anh chị nào. Và kế cận em đây là một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium, được sản xuất năm 2015, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 1.5 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 415 triệu. 415 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 405. 415 thì còn 405 này. Đấy, xe thì rất là nhiều. Xe thì rất là nhiều nhưng mà em lại không nhìn thấy anh chị hỏi chiếc xe nào. Đấy, xe quá nhiều luôn anh chị ạ. Và kế cận em đây là một chiếc xe Spark, được sản xuất năm 2010, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 0.8, hộp số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán là 96 triệu đồng. 96 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn một là còn 90, 96 còn 90 anh chị nhé. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em xin một nhát nào. Thả tim thả like mạnh mẽ cho em và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em quay trực tiếp cho anh chị mình cùng xem nhé anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi và sản xuất năm 2008. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 212 triệu. 212 triệu. Ngày hôm nay thì sẽ còn 200. Đấy, 212 triệu. Ngày hôm nay còn 200 triệu. Xe rất là chắc chắn luôn. Anh chị nào mà mua chiếc xe này về đi thì quá là ok rồi. Gầm cao máy thoáng anh chị nhé. Và trước mặt em là một chiếc xe Matiz bản SE, được sản xuất năm 2005, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8, hộp số sàn. Chiếc xe này đăng ký 5 chỗ ngồi rồi và em đang chào bán là 58 triệu. 58 triệu đồng thì hôm nay em sẽ để cho anh chị là 55 triệu. Đấy, có xe tránh mưa tránh nắng, xe bổ túc tay lái cho toàn thể anh chị mình luôn. Anh chị nhà mình đâu hết cả rồi ạ. Anh chị nhà mình không chia sẻ giúp em đi à, chia sẻ giúp em để em xin được gửi lời cảm ơn tất cả anh chị nhà mình đã bớt chút thời gian tham gia livestream cùng em. Và anh chị vào tham gia livestream chia sẻ giúp em nào. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2011, em đang bán là 145 triệu. Chiếc xe này thì cũng có cọc rất là to rồi. Chiếc xe này thì cũng có cọc rất là to rồi. Mặc dù là xe dịch vụ taxi đổi màu. Đấy, dịch vụ taxi đổi màu. Nhưng mà máy số chất, keo chỉ chất. Nên là về phát bán luôn. Về phát là bán liền anh chị nhé. Và anh chị nào mà đang muốn tìm xe sedan 2 đầu màu đỏ thì em có ngay một chiếc xe Chevrolet Cruze, được sản xuất năm 2015, lăn bánh lần đầu năm 2016 anh chị nhé. Đấy, động cơ là 1.8, hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 358 triệu. Đấy, 358 triệu đồng. Ngày hôm nay còn 350 triệu. 358 còn 350. Gầm thì rất là sáng bóng. 4 lốp mới, la răng đúc, phanh ABS chống bó cứng rồi. Xi nhan thì được thích hợp trên gương. Và có cửa lóc cửa trời. Có cửa lóc cửa trời anh chị nhé. Xe rất là đẹp luôn. Em chào anh Giai Xuân Quý. 358 triệu, còn 350 triệu. Có cửa lóc cửa trời, xi nhan trên gương, nội thất zin. Đấy, máy số zin. 358 triệu, còn 350. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia K3, được sản xuất năm 2014 anh chị nhé. 2014. Và đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2023. Xe được lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.6, hộp số tự động. Xe có cửa lóc cửa trời. Và em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 445 triệu. 445 triệu đồng. Thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 440 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ một phần vận chuyển cho tất cả anh chị mình trên mọi miền Tổ quốc anh chị nhé. Anh chị nhà mình đâu hết cả rồi nhỏ. Anh chị vào chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay cho em. Và kế cận em đây là một chiếc xe Toyota Yaris đời 2016, xe nhập nguyên chiếc. Nhập nguyên chiếc. Em đang chào bán chiếc xe này là 432 triệu. 432 triệu đồng anh chị nhé. 432 triệu. Và anh chị nào mà đi công trình công trường thì em xuất có ngay một chiếc xe Ford Everest đời 2007, đăng ký lần đầu năm 2008,
Động cơ 2.5 hộp số sàn em đang bán là 272 triệu. 272 thì hôm nay còn 265, 272 thì còn 265 anh chị nhé. Anh chị mình bình luận vào đây để cho em quay chiếc xe mà anh chị đang cần tìm nào. Đấy. Và một chiếc xe Nassetti CDX đời 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ là 1.6 hộp số tự động, em đang chào bán là 445 triệu. 445 ngày hôm nay còn 440. Đấy, 445 thì còn 440 này anh chị này. Anh chị mình chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay lên cho em. Đấy. Em chào anh Thanh Phương. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream giúp đỡ em suốt xin một nút chia sẻ ở chế độ công khai về trang cá nhân. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe máy chị đang cần tìm vào trong bài live, chia sẻ giúp đỡ em để em được tiếp cận với lại nhiều khách hàng hơn. Em xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh chị nhà mình đã đang tham gia livestream của em. 108 khách hàng đang tham gia livestream của em rồi. Anh chị mình tơi lên nào. Đấy, bình luận mạnh mẽ lên để em quay cho anh chị nhé. Bình luận mạnh mẽ để em quay cho anh chị. Và những chiếc xe mà đã dừng giao dịch thì bên em đều có hiển thị luôn anh chị nhé. Đấy, chỉ cần anh chị mình cọc là bên em sẽ dừng giao dịch rồi. Một chiếc xe Matiz màu xanh em đang bán là 63 triệu, được sản xuất năm 2006. 63 triệu. Anh chị nào mà đang cần tìm những dòng sản phẩm tránh mưa, tránh nắng, bổ túc tay lái thì hãy để lại số điện thoại hoặc kết nối với em qua số hotline cũng như số Zalo 0326 824 899 anh chị nhé. Đấy, xe thì rất là nhiều, 2 chỗ đến 7 chỗ cũng có. 7 chỗ thì em đang có Innova, Captiva anh chị nhé. Đấy. Chào, em chào bác Vũ Hoa, em chào anh Gia Thanh Phương. Em xin được gửi lời chào tới 113 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị nhà mình vào tham gia livestream thì giúp đỡ em xin một nút chia sẻ ở chế độ công khai, ở chế độ công khai anh chị nhé. Và anh chị thả tim, thả like, bình luận mạnh mẽ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem luôn. Đấy, Facebook nó bị bóp tương tác rất là nhiều anh chị ạ. Và anh chị tham gia livestream thì nhớ ấn hình quả chuông, bật nút thông báo để cập nhật những buổi em báo giá cũng như những hình ảnh, những video mà em suốt đăng tải hàng ngày anh chị nhé. Đấy, rất là nhiều xe nhưng mà em lại không thấy anh chị nhà mình bình luận chiếc xe nào cả. Không thấy anh chị nhà mình bình luận chiếc xe nào cả. Một chiếc xe Innova. Đây, một chiếc xe Innova biển số 88. Chiếc xe này mới về, được sản xuất năm 2009 anh chị nhé. 2009. Và xe không khoan đục anh chị nhé, không khoan đục. Em đang bán là 265 triệu. 265 ngày hôm nay anh chị nào mà lấy chiếc xe này, em để cho anh chị đúng 250 triệu. Đấy, 2009 anh chị ạ. Xe rất đẹp, có cam lùi rồi. Đấy, xe này mà mua về chạy dịch vụ thì rất là ok anh chị nhé. Em chào anh Nguyễn Hữu Lâm. Và một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2010. Đấy, xe này thì đăng ký 2 chỗ ngồi thôi anh chị nhé. À, em xin lỗi, 2009. Em đang bán là 82 triệu. Thì hôm nay em để cho anh chị là 75 triệu. 82 triệu thì còn 75 triệu. Mỗi anh chị mình vào tham gia thì cho em xin một nút chia sẻ mới nào. Đấy, cho em xin một nút chia sẻ mới anh chị nhé. Anh chị mình hãy một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2010, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số tự động. Xe này đăng ký 7 chỗ ngồi và em đang chào bán là 298 triệu. 298 triệu đồng đây này anh chị nào. 298 triệu anh chị nhé. Đấy, 298 triệu là anh chị có Captiva số tự động rồi. Của Captiva số tự động đời 2010. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi tầm 10 lít anh chị nhé. Em xin phép các bác này, em uống hộp nước.
2010, lắp ráp tại Việt Nam. Và động cơ của nó là 2.4 hộp số tự động, gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Em đang chào bán là 298 triệu, 298 triệu còn 290. 290 thì bao gồm phí rút hồ sơ và bao gồm hỗ trợ một phần vận chuyển cho toàn thể anh chị nhà mình. Và cũng là gầm cao máy thoáng Captiva nhưng lại là số sàn. Đời 2007, em đang bán là 208 triệu. Em đang bán là 208 triệu. Anh chị nhà mình đâu hết cả rồi? Anh chị hãy chia sẻ cho em những lượt chia sẻ mới nào. Những lượt chia sẻ mới và bình luận mạnh mẽ cho em nào để em báo giá cho anh chị đây. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2016, xe nhập nguyên chiếc và hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 418 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 410. Đấy, 410 triệu bao gồm phí rút hồ sơ, bao gồm vận chuyển cho anh chị mình luôn. Và một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2011. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 0.8, động cơ là 1.0, hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 138 triệu. 138 ngày hôm nay còn 130, 138 thì còn 130 anh chị nhé. Đấy, 138 thì còn 130. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 258 triệu. 258 triệu thì còn 250, 258 còn 250 cho tất cả anh chị mình luôn này. Đấy, anh chị mình bình luận cho em nào, bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình xem luôn. Chiếc xe này thì đây, để đây rất là bụi bặm luôn. Một chiếc xe CDX 2011, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.6 hộp số tự động. Em đang bán là 255 triệu. 255, ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 245. 255 thì còn 245. Đấy, 255 còn 245 anh chị nhé. Và một chiếc xe Kia Morning đời 2011, xe được lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 1.0 hộp số sàn. Em đang bán là 140 triệu. 140 triệu đồng. Đấy, 140 triệu đồng. Đây, chiếc xe Hyundai Accent đời 2011 này em đã bán vào trong thành phố Hải Dương rồi và đang tiến hành cả số khung số máy. Là ngày mai thứ hai sẽ tiến hành rút hồ sơ anh chị nhé. Đấy, ngày mai thứ hai thì sẽ tiến hành rút hồ sơ. Xe thì rất là đẹp. Đấy, cam kết cho anh chị mình rằng xe không đâm đụng, không ngập nước. Hồ sơ pháp lý thì chuẩn chỉ cho tất cả anh chị mình trên mọi miền tổ quốc luôn. Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ là 1.0 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 235 triệu. 235 thì còn 230. 235 còn 230 cho tất cả anh chị mình. Em chào anh Đinh Văn Sơn. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì cho em xin những lượt chia sẻ mới ở chế độ công khai. Và anh chị bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm. Thả tim thả like giúp em nào. Thả tim thả like mạnh mẽ giúp em. Một chiếc xe Innova đời 2013 lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.0 hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này là 365 triệu. 365 thì hôm nay em để cho anh chị với giá là 355 triệu. Đấy, 365 giờ em để cho anh chị là 355. Xe thì rất là nhiều, xe rất là nhiều, chỉ cần anh chị lỗ tài chính cho em là em sẽ để xe cho anh chị luôn. Chiếc xe này là qua dịch vụ taxi đổi màu rồi nhưng mà về lại bán luôn. Đấy, về lại bán luôn. Vì sao? Vì anh em thấy máy số chất, máy số chất na răng đúc rồi và thân vỏ gì màu mè thì rất là sáng bóng nên là anh em mua luôn. Đấy, anh em mua luôn, phun tiền luôn rồi. Đấy, xe quá là đẹp luôn. Một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium được sản xuất năm 2015, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 1.5 hộp số tự động. Em đang bán chiếc xe này là 415 triệu. 415 triệu đồng. Đấy, ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 410 triệu. 415 thì còn 405. Đấy, và đây là một chiếc xe Innova. Một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2013, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 2.0 hộp số sàn. Em đang bán là 365 triệu. 365 triệu đồng. Gầm cao máy thoáng anh chị nhé. Gầm cao máy thoáng luôn. Em chào anh Giai Bùi Văn Được.
Đấy, gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Anh chị nào mà mua về đi quá là ok. Đấy, rộng rãi quá ok và chạy được dịch vụ luôn. Chạy dịch vụ luôn anh chị nhé. Mỗi anh chị như mình vào tham gia livestream thả tim thả like cho em nào. Và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào đây để em quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem luôn. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe CLX đời 2009 anh chị nhé. Xe nhập nguyên chiếc và động cơ là 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán là 245 triệu 245 thì ngày hôm nay còn. Giờ em sẽ hạ giá luôn là 235, 245, đúng 235. Đấy, xe thì rất là đẹp rồi. Và có rất là nhiều dòng xe sang. Đấy, nhưng mà anh chị lại không thấy bình luận vào trong bài live cho em. Anh chị bình luận mạnh mẽ cho em nào. Bình luận mạnh mẽ cho em để em quay cho anh chị nào. Và đây là một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2015, lăn bánh lần đầu năm 2016. Xe lắp ráp tại Việt Nam với động cơ 1.8 hộp số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi và em đang chào bán là 358 triệu. 358 thì còn 350. Đấy, 358 còn 350. Xe có cửa lóc cửa trời, máy số zin. Đấy, 4 lốp mới, la răng đúc, phanh ABS chống búa cứng rồi. Xin nhan thích hợp trên gương. 358 còn 350. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Kia K3 đời 2014. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán là 445 triệu. 445 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, 445 triệu. Và bây giờ thì em sẽ quay cam trước. Đấy, em sẽ quay cam trước để cho anh chị mình vào sau thì biết được em suốt bán xe có mặt mũi như thế nào. Biết đâu một ngày nào đó anh chị em mình ở ngoài đời lại gặp nhau đúng không? Đấy. Đây. Thì em chính là Nguyễn Sô Tô Hải Dương và có địa chỉ giao dịch tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương anh chị nhé. Và em chỉ có một số hotline duy nhất cũng như số Zalo đó là 0326 824 899. Đấy, anh chị mình mà đến đầu thành phố Hải Dương thì hãy liên hệ luôn với em Xuân. Em Xuân sẽ đón anh chị vào đây. Và anh chị ở xa thì có chỗ ăn chỗ nghỉ cho tất cả anh chị mình. Có chỗ ăn chỗ nghỉ cho tất cả anh chị mình anh chị nhé. Và có khu vực giải trí đó là đánh bia cho các anh. Ngoài ra nữa thì bên em sẽ ship xe trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, đó là vận chuyển bằng xe lồng. Vận chuyển bằng xe lồng anh chị nhé. Anh chị mà có xe cũ bán hoặc là các anh các chị cũng như là bạn bè người thân mà có xe cũ bán thì anh chị hãy giới thiệu cho em qua số online cũng như số Zalo mà em đã ghim dưới màn hình. Và em khi giao dịch thành công thì em sẽ gửi hoa hồng cao cho anh chị mình luôn. Và anh chị tham gia livestream thì nhớ cho em xin một nút like, một nút tin cũng như là lượt chia sẻ mới về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy ấn hình quả chuông, bật nút thông báo để cập nhật những buổi em báo giá cũng như những hình ảnh, những video mà em đăng tải hàng ngày để anh chị không bị bỏ lỡ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm anh chị nhé. Và khung giờ phát sóng của em là vào lúc 11:30 các ngày trong tuần. Bây giờ thì em xin phép được nghỉ live tại đây và chúc cho tất cả anh chị mình có một buổi trưa thật là vui vẻ và một buổi chiều làm việc đầy kết quả cao. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị mình. Hẹn gặp lại tất cả anh chị mình vào buổi phát sóng lần sau. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị.